quá các bạn ơi, sắp dịch kìa. Lẹ Dạnh ơi, lẹ Dạnh ơi, lẹ Dạnh ơi. Chào cô chú và các bạn nha. Bây giờ lẹ thì, Dạnh ơi. Thì lẹ Dạnh. Cái năm sản phẩm thành huyện Trường Kiền tỉnh Kiên Giang của mình có tổ chức lộ trên trong đây cho lộ lỗi. Chương trình lễ này nghe cô chú chị và các bạn. Đúng rồi đấy, chị thả giữa này nè. Đã đến lúc là mất dịch rồi đây. Không có thả giữa này nè. Chứ thả trên, vậy lộ lên trên rồi sao lộ đổi. Đây các bạn ơi, quá trời rồi. Chạy kìa. Quá rồi. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Dính con rồi. Dính rồi, dính rồi. Kìa kìa kìa. Kìa. Ủa bắt mấy con luôn. Ở kia nó bắt mấy con luôn. Rồi con bạn của mình nó đang đang lùa. Quá rồi. Quá chặn rồi, quá chặn rồi. Kìa kìa bắt kìa. Đấy rồi. Quá rồi, quá rồi. Quá các bạn. Mất dịch này. Quá trời đuối rồi. Mệt lắm chứ bộ, được ra không dịch. Chạy đạp đầu luôn á. Quá rồi. Đây nghẹt cờ luôn, mệt hết trơn rồi. Đây khán giả mời rất là nhiều. Vậy thôi bắt hai con. Vậy thôi bắt là hai con luôn trời. Rồi chạy máy dưới theo kìa. Dính rồi. Dính rồi. Mình lại đằng kia, mình lại đằng kia. Rồi có thằng quá rồi. Còn con, còn con. Có con vịt trống, ai cũng giành hết. Vịt nặng này mất rồi, đâu là trâu luôn rồi. Đây cô chú anh chị và các bạn xem đây, dịch của chúng ta các lòng đây thành quả đây. Chạy người ta làm
lượng mẹ ăn dịch với ông ấy chạy cái vỏ người ta không làm dữ đi. Đi xuống cái vỏ cho này. Nó lấy gì? Chạy cái bảo vệ vậy? Con dịch khó bắt quá. Quá. Đây khán giả trên bờ rất là mong đây có gì các bạn. Ủa mấy con? Con hả? Cái lượng mấy con? Ba con hả? Đây thành quả của mấy anh em đây. Thả thiết trời. Bắt dịch nãy giờ đây. Hả? Đủ anh này lội như ít kêu. Trời ơi thôi Vinh ơi, không. Đây. Em nó bắt được mấy con? Để mày. Anh bắt mày à? À, con nào hả? Em lôi dở này. Ta đứng ngay góc này đó, con rồi. Thả từ từ đủ máu thả tay. Thì cứ không bắt hả? Không bơ để vậy luôn kìa. Đánh bắt hai con em bảo. Em không ăn được, để rồi. Giật bẻ luôn. Đó. Thì bắt dịch như thế này thì cũng có người có người không em cô chú anh chị và các bạn, chứ không ai thì có hết nha. Cũng được hai con dịch kìa ông kia. Bên đây thằng bên đây cũng quay dịch đây. Rồi bây giờ thì bắt dịch đã xong rồi cô chú anh chị và các bạn ơi. Quá trời đông luôn rồi. Rất là đông và kẹt xe rồi. Màn bắt dịch rất là hấp dẫn. Rồi đến đây mình cũng xin kết thúc clip luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Hẹn cô chú anh chị và các bạn vào clip sau nha. Bây giờ nếu cô chú anh chị và các bạn thấy video của mình hay nhớ ấn đăng ký like thành quả kìa. Ấn đăng ký like chia sẻ và ủng hộ kênh mình nha. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn. Xin chào.